Ui rồi. Ui rồi ôi, gió to. Ngủ ngao ngẩy kinh thế nhở. Eo ơi, này cũng lại gió này. Ôi trời, xuống từ từ thôi, xuống từ từ thôi, cứ từ từ thôi. Đẹp luôn đấy chứ không phải đùa đâu. Đấy, thôi 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 xuống, thôi xuống đấy là được rồi. Chúng carbon cần câu thôi các bạn. Chơi nói chung là gió bình thường chơi cũng được. Gió to thì mẹ sợ này. Cái khung cái của nó thì hơi yếu. Khung cái là cái nan carbon giá gì? Nam thả rồi. Khung rẻ, độ che rồi. Độ thêm cả che vào trong đúng không? Đấy, khung giữa của nó thì nó hơi loại carbon rẻ nên là nó, các bạn nào mà mua ấy thì nên đầu tư thêm mấy đan cái cần câu nó mềm mềm tí nhá. Cái thanh cái giữa có 30, riêng cái nan ngoài này nó rơi hôm ấy mua là 50 rồi. Nan ngoài này có nan giữa có 30 thôi. Nên là sợ nó hơi yếu. Đấy, kiếm được cái bộ bát mã gọi là lắp tạm lên xem nhưng mà thả ok đấy, ngon được. Đấy, các bạn nhìn chưa, diều cần câu đấy. Ok các bạn nhé, video này gọi là nên đặt áo cho con bát mã, con diều cần câu nhé, khung cần câu hôm trước nhé. Kiếm được cái bộ áo bát mã. Tính ra là cả cái diều này mới cả khung kia chưa đến củ đâu các bạn ạ. Đẹp luôn. Hàng này treo được. Hàng này treo phong thủy được. Đấy. Đẹp phê luôn. Thả được luôn. Ok các bạn. Thôi video này tạm dừng thôi các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Nhớ để lại cho mình xin một đăng ký kênh. Ok. Thank you.